Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay bạn Trung Lai, bạn Trung Lai vừa thấy live stream cơ mà đã xong rồi à? Đã xuống live rồi đúng không? Hôm nay đáng lẽ là Thu lên từ lúc 21 giờ nhưng ở chỗ nhà Thu mưa to quá. Ở chỗ nhà Thu mưa to quá nên là bây giờ vẫn còn mưa nhưng mà nó đỡ hơn lúc nãy. Bây giờ đã 21:17 rồi. Các anh chị em nhà mình hãy gì ạ? Chia sẻ live stream Dương Thu nhá. Hãy chia sẻ live stream Dương Thu nào. Chị xin chào bạn Minh Tâm, chào bạn nhá. Em chào chị Nguyên Tô. Em hôm nay lên hơi muộn một chút nhưng mà em là nghĩ là mưa mà nó lớn quá thì nay em cũng nghỉ hôm nay nhưng mà nó lại bớt mưa rồi thì em tiếp tục lại gặp các anh chị. Và trong buổi live stream ngày hôm nay thì em cũng lại vẫn như bao hôm khác, em cũng mong quý cô chú anh chị hãy cùng em Thu chung tay với em Thu chia sẻ live stream và tắt tên những người bạn thân yêu vào live stream Dương Thu nhé. Và khung giờ live stream của em Thu là 21 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay có sự cố mưa gió một chút là em lên hơi muộn một chút. Chị chào Hoàng Dân, em chào chị Quyên, chào Thúy Huỳnh. Em xin chào tất cả quý cô chú anh chị trong live stream của em Thu nhé. Và hôm nay em hướng đến một cái tiêu đề khác với mọi hôm đúng không ạ? Tiêu đề của em hôm nay là gì ạ? Vì bạn xứng đáng trở lên giàu có đúng không ạ? Các anh chị thấy một tiêu đề này có hấp dẫn có hay không ạ? Nếu mà hấp dẫn, nếu mà hay, hãy tắt tên những người bạn thân yêu và chia sẻ live stream với em Thu nhé. Chị Uyên Tô có nói là chào em Thu nhé, càng ngắm càng thấy xinh nhiều. Trời ơi, em cảm ơn chị. Có thật ra là như thế này các chị ạ. Em thì em cũng không nhận là em xấu mà em cũng không nhận là em xinh. Nhưng em thấy là khi chúng ta có cái năng lượng, chúng ta có biết là trong tương lai chúng ta có những cái sự giàu có thì chắc chắn chúng ta sẽ gì ạ? Rạng rỡ trên khuôn mặt, đúng không ạ? Rạng rỡ trên khuôn mặt và em cũng mong là em tăng thêm vài ký nữa. Em tăng thêm vài ký nữa thì người ta nói gì nhỉ? Tăng cân là tăng tiền đúng không ạ? Em muốn là tăng cân thêm chút nữa, hai ký nữa thì người ta gọi là tăng cân là sẽ tăng tiền. Đấy. Thế là em muốn 2 ký nữa để cho nó phúc hậu thêm một chút nữa. Vâng, em chào chị Quyên nhá, chào tỷ phú. Chị chào em Thu tỷ phú. Ôi đối sướng quá chị ơi. Các chị hôm nay chị thì khen em xinh này, càng ngắm càng xinh này. Chị thì bảo em chào em bằng tỷ phú. Ôi hạnh phúc vô cùng các anh chị ạ. Mong làm sao là tương lai chúng ta sẽ thành những triệu phú, đa triệu phú và tỷ phú nhá. Em Thu nghĩ rằng nếu như 100 đô trên một cổ phiếu, đúng không ạ? 100 đô khi IPO lên sàn chứng khoán, 100 đô trên một cổ phiếu thì gì ạ? Thì chắc chắn chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nhiều triệu phú đúng không ạ? Nhiều triệu phú lắm. Để em cho cái này nhỏ xuống một chút nhá. Em chào chị Diệu Như Hiền. Thu mà không sinh thì số 2. Tức là em Thu mà không sinh em Thu mà là số 2 thì không ai là số 1 đúng không ạ? Đấy chị Hiền tuyệt vời. Em cảm ơn chị rất nhiều. Đấy, cảm ơn những lời khen có cánh của các anh chị nhá. Em thấy cái câu những cái câu khen của các anh chị mà em cảm thấy là tự dưng em có cái năng lượng nhiều hơn nữa đúng không ạ? Ok chị chào Kim Tiến, chào anh Lê Kiên Lê, chào chồng nha, chào chồng yêu nha. Chị Viên Hồn, em hiểu ra ngay mà, chị em mình hiểu ý nhau đúng không ạ? Và các anh chị ạ,
bây giờ là có 8 quý cô chú anh chị em rồi. Bây giờ 8 quý cô chú anh chị em trong livestream của em Thu rồi. Và trong 2 phút nữa, các anh chị hãy tag tên những người bạn thân yêu và chia sẻ livestream giúp em Thu. Và hôm nay em đến với một cái tiêu đề vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Đó là gì ạ? Vì bạn xứng đáng trở lên giàu có đúng không ạ? Ở trong đây ai trong chúng ta cũng đều là xứng đáng hết đúng không anh chị? Đó, bởi vì thế là những cái cơ hội chúng ta có những tư duy và những cái cơ hội chúng ta sẽ không bỏ qua. Vì chúng ta đã có sẵn những cái tư duy trong đầu chúng ta rồi đúng không ạ? Trong cái tố chất của chúng ta đã có cái tư duy khao khát sự giàu có rồi. Bởi vậy cho nên là gì ạ? Chúng ta rất xứng đáng ạ. Và hôm nay em sẽ đi đến một cái tiêu đề đó là gì ạ? Vì bạn xứng đáng trở lên giàu có đúng không ạ? Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Vâng, em cảm ơn các anh chị em nhé. Đặc biệt là chị Diệu Như Hiền đã tag tên rất rất nhiều các anh chị em vào livestream của em Thu. Và chồng của em cũng tag tên những người bạn. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Ngày nào em livestream em cũng muốn nhắc đến cái sự thành công lớn nhất của trong đời của em. Đó chính là người đồng hành cùng em, đó chính là chồng của em. Chồng của em lúc đầu cũng không thích đúng không ạ? Nhưng bây giờ anh đã tự chia sẻ đúng không ạ? Không phải chia sẻ livestream này đâu ạ. Không phải tag tên những người bạn thân yêu của và anh ấy vào đây đâu ạ. Anh ấy còn chia sẻ offline nữa ạ. Anh đã đi sang những cái người bạn, kết nối lại những người bạn và anh đã lan tỏa cơ hội này đấy ạ. Đấy, các anh chị thấy cái sự thành công của em tuyệt vời không ạ? Đó, đấy là cái điều mà em mong muốn, em khao khát là chẳng có cái gì bằng vợ với chồng đúng không ạ? Vợ chồng cùng đồng hành, người ta gọi là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái sự thành công của em lớn nhất là như vậy đấy ạ. Chia sẻ mạnh lên trang cá nhân nhé cả nhà mình. Cảm ơn bạn Trung Lai. Đó, và chị Quyên cũng tag tên những người bạn thân yêu vào livestream của em Thu. Đấy, vô cùng tuyệt vời và em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những người anh, những người chị, những người cô, của chú và các em đã gì ạ, yêu quý em Thu và mỗi buổi livestream đã vào livestream tương tác với em Thu và chung tay với em Thu chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ livestream là chia sẻ đến cộng đồng. Chúng ta cùng hướng đến nền kinh tế chia sẻ đúng không ạ? Bây giờ là nền kinh tế chia sẻ rồi, chúng ta có cái kiến thức hay, đúng không ạ? Có cái câu của ông tỷ phú Donald Trump rằng ạ, chúng ta có kiến thức hay, chúng ta có cơ hội tốt, nếu như chúng ta cứ giữ khư khư cho riêng mình, thì không bao giờ gọi là hay đâu ạ. Và người ta gọi rằng gì ạ? Là ích kỷ đấy ạ, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên các anh chị dù không livestream, nhưng các anh chị cũng chung tay với em là chia sẻ livestream và tag tên những người bạn vào livestream của em Thu để biết đâu đó chúng ta là gì ạ? Giúp được họ thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống trong tương lai rất là gần thôi ạ. Với cái công nghệ Ulitkai của chúng ta, đúng không ạ? Với cái công nghệ Ulitkai của chúng ta cũng gần như là hoàn thiện rồi, đúng không ạ? Gần như hoàn thiện rồi. Và hôm nay trên trang Facebook em thấy rất nhiều những anh chị đã, các em đã đăng bài là gì ạ? Chúng ta đã gì ạ? Đến cái ngưỡng cửa của sự giàu có rồi. Và bây giờ những anh chị em nào còn đang chần chừ, hãy gì ạ? Hãy nhanh chân nhanh tay, đúng không ạ? Hãy nhanh tay làm gì ạ? Liên hệ với những người đã chia sẻ với mình và liên hệ với những người chúng ta tin tưởng nhất và họ đã là cổ đông của tập đoàn rồi, thì chúng ta sẽ không lo về cái sự chuyện gì mất tiền, đúng không ạ? Đưa các số vốn của các anh chị đúng vào chủ đầu tư, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta cần tư duy và ý thức được đâu là nơi nào chúng ta tin tưởng nhất. Chứ không phải nghe livestream của em Thu mà phải đầu tư với em Thu, đúng không ạ? Phải nhờ em Thu. Có thể các anh chị là không nghe livestream của các anh chị khác, nhưng các anh chị đó cũng đã là cổ đông của tập đoàn rồi, thì theo em Thu là các anh chị tin tưởng họ, họ đã là người đi trước và cũng cần nhờ họ để họ giúp các anh chị có vốn. Còn nếu như các anh chị mà xác định làm việc thì có thể là kết nối với những người mà các anh chị cảm thấy tin tưởng, các anh chị truyền lại cho các anh chị những cái thông tin, những cái năng lượng để các anh chị làm việc, thì lúc đó là cũng là sự lựa chọn của các anh chị, đúng không ạ? Chúc mừng vợ chồng em Thu. Vâng, em cảm ơn chị Diệu Như Hiền nhá. Anh Kiên tuyệt vời lắm luôn. Đấy, khi mà một người chồng hoặc một người vợ mà đồng hành cùng chúng ta thì cái điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, đúng không các anh chị? Đó, thì em đã làm được điều đó. Em đã làm được điều đó. Chào bạn Bùi Thị Soan. Em đọc cái câu
chồng em trả lời bình luận của chị Hiền mà em không nhìn được cười. Chồng em bảo là em khen cái mũi nhà anh nó to thêm chút rồi đó em. Các anh chị có nhìn thấy nó to hơn không ạ? Hay là cái sự hình dung của chồng em đúng không ạ? Bởi vì là em ít khi được khen đúng không ạ? Và hôm nay chị Hiền đã khen em vô cùng thể cảm thấy là sung sướng, hạnh phúc và khi được các anh chị trong live stream ngày hôm nay ai cũng khen em đúng không ạ? Người thì khen xinh, người thì khen tuyệt vời đúng không ạ? Đó là cái điều là mong muốn mà em thường là em thích khen lắm. Bởi vì em ít được khen nên giờ em thích khen lắm. Và cũng trôi qua 2 phút rồi. Và em bắt đầu phần chia sẻ chính. Thì theo các anh chị, tại sao hôm nay em Thu lại có một cái tiêu đề vì bạn xứng đáng trở nên giàu có, đúng không ạ? Thì theo các anh chị, như thế nào là chúng ta xứng đáng, đúng không ạ? Khi em Thu và một số các anh chị ở trong đây là người tiên phong, đúng không ạ? Là người tiên phong đầu tiên góp vốn với tập đoàn Ulisky, thì không tránh khỏi những cái điều ong tiếng ve, những cái cản trở, những cái rào cản của gia đình và xã hội, đúng không ạ? Và đâu đó khi các anh chị và em Thu lên livestream thì không thể tránh được những cái bình luận, những cái comment tiêu cực, đúng không ạ? Đó là điều thứ nhất, đúng không ạ? Điều thứ hai là gì ạ? Khi chúng ta thấy cơ hội, chúng ta tư duy được, chúng ta ý thức được, chúng ta là phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là tiềm năng và đâu là không tiềm năng. Đó là điều thứ hai, đúng không ạ? Và em Thu sẽ chi tiết từng mục một. Đầu tiên chúng ta vượt qua, đúng không ạ? Chúng ta xứng đáng là chúng ta vượt qua những cái rào cản, những người bạn, những người thân, những người anh chị em ruột thịt. Có thể là người cha, người mẹ cũng, hoặc là người chồng hoặc người vợ cũng phản đối chúng ta. Đấy, em thấy có rất nhiều. Đó là cái mà chúng ta đã vượt qua. Và xã hội khi chúng ta lên livestream, đúng không ạ? Chúng ta đăng bài, chúng ta lên livestream, cũng không ít những cái tư duy còn hạn hẹp, những cái người mà người ta chưa ý thức được, người ta chưa phân biệt đâu là thay đổi cái mới, thay cái cũ để cho cái mới nó đến. Đó là chúng ta đã vượt qua những cái gọi là rào cản trong cuộc sống, đúng không ạ? Và ở đây là gì ạ? Có những người, người ta còn vượt qua cái lỗi sợ hãi, đúng không ạ? Người ta không sợ mất tiền, người ta không sợ Ulisky lừa đảo, người ta không sợ là ở ngoài kia những người bạn, những người thân của họ cười, đúng không ạ? Các anh chị thấy có đúng trong cái môi trường Ulisky của chúng ta, khi chúng ta trở thành cổ đông của tập đoàn, chúng ta đều phải vượt qua những cái đó, đúng không ạ? Chúng ta đều phải vượt qua những cái rào cản, những mối quan hệ, những người thân, những người thân yêu với chục của chúng ta, đúng không ạ? Cái điều đó là các anh chị đã thành công rất lớn rồi. Các anh chị vượt lên chính mình là các anh chị thành công rất lớn rồi. Cái điều xứng đáng nhất của các anh chị là như vậy đấy ạ. Hello chị hello Nguyễn Hằng, cảm ơn chị Quyên. Hello Kim Thái. Đó là cái điều mà các anh chị em của chúng ta hầu hết là 99% chúng ta vượt qua, đúng không ạ? Em không dám nói là 100%, nhưng 99% anh chị em chúng ta đã vượt qua những cái rào cản đó để bước đến những cái rào cản đó, chúng ta đã thành công rất là lớn rồi các anh chị ạ. Đó là em Thu chúc mừng các anh chị. Các anh chị xứng đáng cái điều đó là đầu tiên, đúng không ạ? Và khi chúng ta nắm giữ được cái cổ phần của tập đoàn Ulisky, đúng không ạ? Chúng ta đã vượt qua rất nhiều thứ, đánh đổi rất nhiều thứ. Như bản em thân, thân em Thu cũng thế. Năm 2021 em đã phải xa gia đình tận 6 tháng trời. Chị chào Huyền Trang USD nhé. Chị với chị Hiền là hai chị em à? Đúng rồi, chị với chị Hiền là hai chị em. Chị Hiền sinh năm 80 và chị Thu sinh năm 81. Thì chị Thu gọi chị Hiền bằng chị là hai chị em là đúng. Và chị Thu cũng thấy có một số anh chị em, rất nhiều nhưng không phải một số đâu nhé, là bảo chị Thu và chị Hiền là chị em ruột. Nhưng không phải là chị em ruột, nhưng chị và chị Hiền chỉ là một người quê Hưng Yên, một người quê Phú Thọ. Và chị và chị Hiền đã biết nhau qua
môi trường UST. Và các chị đã có một cái tư duy, đã có cái tầm nhìn, có cái tư duy, có cái gọi là cái đồng cảm. Và có lẽ là các anh chị ít gặp nên các chị cảm thấy một cái nét nào đó chị Thu và chị Hiền giống nhau, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là hai chị em, đúng không ạ? Và ở đây là gì ạ? Không phải chị em ruột, nhưng chị với chị Hiền và các một số anh chị em cùng tư duy, đấy, cùng năng lượng, đấy, người ta gọi là cùng tần năng lượng, đó, hút nhau và hay đi cùng nhau, đúng không ạ? Hay đi cùng nhau và làm việc cùng nhau, đó, cùng một chí hướng giúp cộng đồng Việt Nam biết đến công nghệ Ulitkai và nắm giữ cái tài sản của tập đoàn Ulitkai. Đó là chị chia sẻ một chút về cái câu hỏi của em Huyền Trang nhé. Chị Tuyên bảo công nhận, phải công nhận em Thu lay xinh đẹp và năng lượng hơn, em cảm ơn rất nhiều. Em càng năng lượng thì các anh chị, tức là cái năng lượng đó cũng nhờ vào những cái bình luận, comment của các chị, các anh, các cô, các chú. Đó là em sẽ năng lượng hơn. Chồng em có biết một câu comment rất là hay, em xin phép em đọc cái câu này, câu này em rất thích nha. Cá chép vượt ngũ môn mới hóa thành rồng. Đấy các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta vượt qua những cái rào cản trong cuộc sống đời trần, đấy, trong cuộc sống của chúng ta, đấy, trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều gì ạ? Vượt qua. Thì chúng ta là khi chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thành công của chúng ta ở đây là gì ạ? Vượt lên chính mình, đúng không ạ? Thành công chúng ta là vượt lên chính mình. Cháu chào chú Hường nhá. Hôm nay cháu lên hơi muộn một chút. Cháu chào chú. Em chào anh Huy Thiệp. Em cũng ở Phú Thọ à? Sắp tới đây các chị đã có chuyến lên Phú Thọ rồi đấy. Lúc nào lổ địa chỉ đây các chị em mình gọi là gặp nhau và cà phê nhá. Minh Hồng, chúc em vui vẻ buổi tối nhé. Chúc em vui vẻ buổi tối nhé. Vâng, em cảm ơn chị Minh Hồng rất nhiều ạ. Chị đang ở quê nhá. Em đang ở Hà Nội. Em đang ở Phú Thọ thì chị đang ở Hưng Yên. Ai mà dám giống em Thu vậy ta? Anh muốn biết thì hết livestream em sẽ trả lời nhá. Và bây giờ trong livestream của em Thu đã có 12 quý cô chú anh chị đang theo dõi và giao lưu cùng em Thu. Và em quay trở lại cái phần chia sẻ của em, đúng không ạ? Và ở đây là gì ạ? Em đang kể cho các anh chị nghe là khi chúng ta vượt qua khó khăn, vượt qua mọi rào cản, và trong đó ai cũng phải vượt qua, đúng không ạ? Chúng ta phải vượt qua những khó khăn, những rào cản thì chúng ta mới thành công. Và lúc đó chúng ta sẽ thành công rực rỡ các anh chị ạ. Và ở đây là gì ạ? Lúc đầu em cũng có rất rất nhiều người phản đối, đặc biệt là từ gia đình, đúng không ạ? Từ gia đình. Và khi em bước đến cái lĩnh vực là đầu tư góp vốn vào cổ phần doanh nghiệp của tập đoàn Ulitkai, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn là mọi người đồng ý với em đâu ạ. Nhưng em vẫn giữ một cái gọi là lòng trung thành, vẫn giữ một cái gì ạ, niềm tin với tập đoàn Ulitkai. Bởi vì em nhìn được, người ta nói rằng gì ạ, nếu như cái sự thành công, cái sự giàu có của chúng ta mà nhìn bằng mắt thường thì ai cũng giàu có, đúng không anh chị? Ai cũng giàu có. Nhưng chúng ta phải nhìn được ở đây là gì ạ? Chúng ta phải tư duy, chúng ta phải ý thức và tầm nhìn của chúng ta thì mới có sự giàu có, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn bằng cái tầm nhìn, cái mà nó sắp xảy ra thì chúng ta mới có sự giàu có. Còn khi nó đã xảy ra rồi thì cái sự giàu có xa vời các anh chị ạ. Nó đã xảy ra rồi thì cái sự giàu có nó rất là xa vời. Đó người ta gọi là tầm mắt và tầm nhìn là như thế ạ. Đó. Và năm 2021, năm đó cùng dịch, khi em ở Hà Nội thì ở quê chưa có dịch nhiều đâu ạ, vẫn đi lại bình thường. Và hơn một tháng em ra ngoài đó, và lúc đó là bắt đầu ở Hà Nội bắt đầu dịch. Lúc đó là sao, là người ta kiểu như là đi lại không được ấy ạ. Và hơn một tháng trời, hết đợt nọ đến đợt kia em không về quê được. Con lúc ý còn nhỏ đấy, cháu năm nay mới 5 tuổi, thì lúc đó cháu mới 3 tuổi, hơn 2 tuổi.
và chồng em đang ở nhà chăm con em, đúng không ạ? Chăm con em và chịu bao nhiêu những cái tai tiếng người ta đã đánh giá về gia đình em. Đó cũng là một cái rào cản trong cuộc sống của em bước đến Ulitka. Và cứ hết lần lượt, đợt này đến đợt kia, đến khi ở Hà Nội bớt dịch, đi lại được, tiêm một mũi đầu tiên là em có thể về được. Nhưng ở quê nhà em thì lại kỳ thị những người ở Hà Nội về, là họ sẽ lại bắt đi lên trên huyện để gọi là cách ly đấy ạ. Và em, chồng em đã bảo rằng thôi chấp nhận ở đó, khi nào hết cái đợt này thì vợ về cũng được các anh chị ạ. Và cứ hết lần này đến lần khác mà đến kéo dài 6 tháng trời, kéo dài 6 tháng trời em mới được về quê với chồng với con. Đó là cũng một cái khó khăn trong cái sự gọi là có hơn 50 cây số thôi mà 6 tháng trời không về nhà được. Các anh chị ạ, những cái mình đã từng phải trải qua, đúng không ạ? Khó khăn lắm, đúng không ạ? Mình phải kiên trì, mình phải khó khăn, vượt qua những cái khó khăn mình phải kiên trì thì chắc chắn mình sẽ đến đích và thành công. Và trong 6 tháng đó, thay vì nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ quê, em chui, tức là em chỉ chui vào trong một cái căn phòng, ít khi được ra ngoài mà này. Và lúc đó là em là gì ạ? Chỉ học thôi, chỉ học, đọc sách và tự chăm sóc sức khỏe để vượt qua cái đại dịch đó. Và cái sự thành công của em là những cái thời gian đó em mài dìu các anh chị ạ. Em học được những cái kiến thức, em học được những cái kiến thức. Và kiến thức ở đây là gì ạ? Nếu như mình học, đúng không ạ? Mình học mà mình không nói ra lời, mình chỉ học, chỉ đọc, mình không nói ra phát khẩu thành chương ra, thì nó sẽ lãng quên nhanh lắm các anh chị ạ. Nó không nhớ như mình nói này đâu. Và em đã lựa chọn cách là sẽ lên live stream. Và lúc đó em live stream là em cũng lúc đó em cũng sợ chứ. Em sợ lên em nói sai, em sợ lên nói không hay, em sợ lên nói không hay rồi họ lém đá, đúng không ạ? Và lúc đó em lại xây nhà rồi, em lại xây nhà rồi, đá em không làm gì được nữa. Đó. Và những cái lỗi sợ đó em cũng đã vượt qua, và em đã lên live stream. Và cứ thế thôi các anh chị ạ. Mỗi lần lên live stream em nói chuyện với các anh chị này là ôn lại, rèn luyện lại cái kiến thức của em. Và ở đây là gì ạ? Em muốn gửi đến các anh chị là cái thông điệp là chúng ta hãy rèn luyện chúng ta bằng cách là lặp đi lặp lại mỗi ngày, vượt qua những khó khăn, và rồi những cái kiến thức kể cả chúng ta học được chúng ta cũng phải lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi chúng ta lặp đi lặp lại, cái nhớ ghi vào tiềm thức của chúng ta nó rất là lâu, có thể nó không bao giờ nó quên được, đúng không ạ? Chị Minh Hồng có nói là chào em Thu, chị ở Đắk Nông ạ. Chúc tất cả chị em mình sẽ vượt qua xuất sắc. Ok chị, em cảm ơn chị nhé. Đó, khi chúng ta những cái cuộc sống trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta ấy, nhiều cái nó gọi là ngoài cái rào cản và những cái khó khăn đấy, khi cái khó khăn, khi cái sự cố xảy ra, khi cái sự cố xảy ra mà chúng ta vượt qua được thì những cái lần sau của các anh chị ấy, những lần sau của các anh chị sẽ không gì ạ, sẽ không khó khăn nữa đâu ạ. Có thể hôm nay các anh chị bắt đầu, đúng không ạ? Hôm có thể hôm nay các anh chị bắt đầu biết đến Ulitka. Nhiều người ngăn cản, sợ đủ điều, ngăn cản đủ điều. Nhưng nếu các anh chị mà vẫn giữ cái niềm tin, khi anh chị hiểu được giá trị của tập đoàn Ulitka, các anh chị giữ được cái niềm tin, cái giá trị của tập đoàn Ulitka, thì em nghĩ một điều là một ngày không xa, những cái người đã cản trở chúng ta, đúng không ạ? Những cái người cản trở chúng ta, họ sẽ ý thức được và họ sẽ tư duy được là tại sao chúng ta kiên trì như thế mà bao nhiêu cái áp lực đến với chúng ta như thế. Đương nhiên là khi chúng ta đi đầu hoặc làm một cái gì mới thì không bao giờ tránh được, đúng không ạ? Không bao giờ tránh được cái rào cản của gia đình và cộng đồng, đúng không ạ? Của xã hội đấy ạ. Đó, thì với Ulitka cũng thế các anh chị ạ. Ulitka là một cơ hội mới, một cơ hội tức là một cái cơ hội cũng là vô cùng lớn, đúng không ạ? Nó gọi là một cái thương vụ cực kỳ lớn. Nhưng chúng ta là người nghèo,
chúng ta cũng có thể góp vốn được. Đó là một điều hạnh phúc, đó là một điều tuyệt vời. Nhưng ở ngoài kia, không ít anh chị em đang đánh giá sai về tập đoàn Ulipcai, cho rằng là gì ạ? Ulipcai vẫn còn chưa có thật. Mà bây giờ các anh chị có biết không ạ? 15 giai đoạn, đúng không ạ? 15 giai đoạn người ta đã đi từ năm 2014 đến bây giờ, thì đến 13 tháng 4 dương lịch này là bắt đầu chuyển sang giai đoạn cuối cùng, giai đoạn gấp rút, giai đoạn mà chuẩn bị đánh cái dấu mốc sự thành công của tập đoàn Ulipcai. Mà vẫn có người nói là gì ạ? Ulipcai là không có thật. Và hàng bao nhiêu chuyến các anh chị em cổ đông đã bỏ tiền túi ra sang bên tập đoàn, sang bên công viên thử nghiệm ở UAE và Belarus. Em Thu cũng muốn đi nhưng mà đợt ngày trước thì bị dịch, đợt vừa rồi lại không kịp làm hộ chiếu. Em hứa một ngày gần nhất em sẽ cố gắng, em sẽ sang được nơi mà chính những cái số vốn đầu em đã góp vốn vào đó, nơi mà em kiên trì mà nhiều cái rào cản cản trở em. Và ở đây là gì? Em muốn gửi đến các anh chị rằng gì ạ? Chúng ta thực sự là một người vô cùng xứng đáng. Chúng ta là những người vô cùng xứng đáng khi chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn Ulipcai từ lúc sơ khai, đúng không ạ? Chúng ta vô cùng xứng đáng trở thành những triệu phú, đa triệu phú và tỷ phú. Dồn bao công sức, đúng không ạ? Học tập để lan tỏa cơ hội, dồn bao nhiêu thời gian, đúng không ạ? Và bao nhiêu tiền bạc, tiền của, vốn liếng vào Ulipcai. Để mục đích gì ạ? Mục đích chúng ta là gì ạ? Xây một viên gạch để góp với tập đoàn Ulipcai, một sứ mệnh vô cùng giá trị, đúng không ạ? Một sứ mệnh vô cùng giá trị. Và hôm qua các anh chị thấy đã, Top Kim Thơ trong 3 ngày mà góp với tập đoàn là hơn 1.4 tỷ, đúng không ạ? Hôm qua các anh chị muộn, các anh chị có xem live stream của Kim Thơ không ạ? Trong 3 ngày thôi. Còn từ trước đến nay vợ chồng em đã góp vào đó rất là nhiều rồi. Và lý do làm sao mà người ta góp nhiều như vậy? Nếu như sự giàu có trở thành triệu phú, chỉ cần gì ạ? Chỉ cần 1 triệu cổ phần thôi cũng đủ nuôi sống và đời của các em và các con em rồi, đúng không ạ? 1 triệu cổ phần thôi, hàng năm là nhận vài 3 tỷ là đủ sống rồi. Nhưng tại sao đến 50 triệu cổ phần, đúng không ạ? Mỗi vợ chồng 50 triệu cổ phần. Mục tiêu thế để làm gì? Đúng không ạ? Bởi vì người ta nhìn ra được gì ạ? Người ta nhìn ra được cái cơ hội ở Ulipcai, đúng không ạ? Nó tiềm năng. Và hôm nay góp được bao nhiêu thì trong tương lai có sự giàu có bấy nhiêu. Và gì ạ? Khi nhiều cổ phần thì chúng ta sẽ có sự giàu có hơn. Thì chúng ta gì ạ? Trong tương lai chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Đó là lý do cống hiến, đi đầu và góp công sức, góp tiền của vào tập đoàn Ulipcai là chung tay với một nhà khoa học, một tổ chức khoa học để giúp trong tương lai giải cứu cái hành tinh này về vấn đề gì ạ? Tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Những cái căn bệnh thở, bệnh tim mạch, bệnh phổi, bệnh ung thư, bệnh ngoài da và rất nhiều các bệnh khác liên quan đến ô nhiễm môi trường, đúng không ạ? Và ở đây là gì? Khi mỗi năm 1.5 triệu dân đã chết vì tai nạn giao thông, thì khi Ulipcai ra đời thì 1 triệu dân đó sẽ không bị chết vì tai nạn giao thông. Thì các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Thấy có xứng đáng để chúng ta góp công vào tập đoàn Ulipcai không ạ? Và kéo theo những cái vụ tai nạn đó, ngoài 1.5 triệu người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm trên thế giới nhé các anh chị ạ, trên thế giới nhé, chứ không phải Việt Nam chúng ta đâu ạ, thì có đúng là gì ạ? Kéo theo những cái người gọi là
mất chân mất tay, sống thực vật và những cái gọi là vô cùng đau thương sau cái tai nạn giao thông, đúng không ạ? Sống mà thậm chí không bằng chết. Vì thế cho nên chúng em đầu tư góp vốn vào tập đoàn Unicai để góp công, góp sức vào một sứ mệnh, chứ không phải chỉ giàu có không đâu ạ. Ở ngoài kia nhiều cơ hội lắm, ở ngoài kia rất nhiều cơ hội để cho chúng ta góp vốn, để cho chúng ta có sự giàu có. Nhưng tại sao chúng ta không lựa chọn mà chúng ta chọn Unicai? Unicai chúng ta chọn là gì ạ? Một ngành giao thông thay thế, tương lai thay thế giao thông cấp 1 hiện nay, đúng không ạ? Mà nó gọi là giải quyết triệt để như vậy, thì theo các anh chị chúng ta có xứng đáng để chúng ta góp công vào đó không? Và khi chúng ta góp công vào đó, cái sự giàu có chúng ta nhận về có xứng đáng hay không? Và hôm nay tiêu đề của em Tu là gì? Vì chúng ta xứng đáng trở lên giàu có ở Unicai, đúng không ạ? Chị chào Nhung nhé. À, chồng em có viết comment bình luận rằng là cá đã vượt được ngũ môn, mở ra nhân sinh phú quý. Đúng rồi, khi chúng ta đã vượt được cái chướng ngại vật, cái sự cố trong cuộc sống, thì khi chúng ta đã vượt qua rồi, qua cơn bão tố trời lại quang mây tạnh, đúng không ạ? Và lúc đó cái sự giàu có đến với chúng ta thì chúng ta thực sự là chúng ta xứng đáng. Và ở đây là gì? Khi chúng ta có sự cố xảy ra trong đời mà chúng ta không cố gắng chúng ta vượt qua nó, đúng không ạ? Thì liệu chúng ta mà không vượt qua thì những cái khác nó lại ập đến, thì liệu chúng ta có chống chọi lại được với cuộc sống không? Cuộc sống nó không bằng phẳng đâu các anh chị ạ. Nó phải có gì ạ? Gập ghềnh. Đấy, như khúc mía chỗ sâu chỗ ngon, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ trong cuộc sống chúng ta cũng thế. Nếu như nó bằng phẳng thì đâu gọi là cuộc sống, đúng không ạ? Nó phải có khúc lọ khúc kia. Khi chúng ta vượt qua những cái hố mà chúng ta đi trong cuộc đời mà chúng ta vượt qua được, thì các cái hố sau thì nó rất là nhỏ bé thôi các anh chị ạ. Bởi vậy chúng ta hãy gì ạ? Tập trung vào giải pháp, chứ chúng ta đừng tập trung vào vấn đề. Em Thu đã từng trải qua những cái sự cố mà nhiều người không thể biết được, nhưng em vẫn phải vui vẻ, đúng không ạ? Em vẫn phải vui vẻ, vẫn phải vui vẻ bước tiếp, nhìn lại còn gia đình, còn chồng, còn con, đúng không ạ? Và vợ chồng em nếu như thực sự ra mà những cái sự cố đó nếu không đồng lòng với nhau thì chắc không còn hạnh phúc đến giờ này. Cho nên là các anh chị ạ, mỗi người chúng ta khi có sự cố trong đời, hãy nhìn những người mà họ có cái sự cố còn lớn hơn chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có cái dũng khí để chúng ta vượt lên chính mình. Còn nếu như chúng ta cứ nhìn xuống những cái người sướng hơn chúng ta, họ không có cái gì cả xung quanh chúng ta ấy, thì lúc đó chúng ta tụt năng lượng, chúng ta sẽ không vượt qua cái sự cố đó đâu. Đó là cái cách của em Thu, đúng không ạ? Và đến bây giờ em đã nắm một số triệu cổ phần trong tay của tập đoàn Unicai, và hàng ngày em lên live stream để giúp các anh chị ở ngoài kia có những sự cố trong đời, các anh chị đừng làm lòng, đúng không ạ? Các anh chị rất xứng đáng được trở lên giàu có hạnh phúc, nhưng các anh chị phải ý thức được rằng chúng ta tìm ở đâu. Khi chúng ta ý thức được chúng ta tìm được ở đâu và chúng ta nắm giữ cái gì, đúng không ạ? Thì lúc đó các anh chị gì, ngoài cái sự vượt qua đó, và các anh chị sẽ nắm giữ những cơ hội đến với chúng ta. Thường khi các anh chị vượt qua những cái sự cố thì chắc chắn các anh chị sẽ có một cơ hội tốt, cực kỳ tốt đến với các anh chị, đúng không ạ? Chào bạn Ngô Huyền nhé. Đó, thì trong cuộc sống của chúng ta hãy phải yêu đời. Khi có sự cố đến chúng ta vẫn phải vui, chúng ta tập trung vào giải pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta không tập trung vào vấn đề, đúng không ạ? Tập trung cái gì? Cái đó mở rộng. Tập trung vào giải pháp thì sẽ có giải pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng tập trung vào vấn đề thì vấn đề lại lớn lên, đúng không ạ? Tập trung vào vấn đề sẽ lớn lên. Và chúng ta sẽ không vượt qua được một lần này, lần sau chúng ta sẽ không được vượt qua cái lần sau nữa đâu ạ. Trong cuộc sống gia đình cũng thế, kể cả chúng ta làm kinh doanh cũng thế, đúng không ạ? Cũng phải có
cái giai đoạn khổ xong mới có giai đoạn sướng được, đúng không ạ? Vất vả, áp lực, lúc đó là chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, đúng không ạ? Trong cuộc sống gia đình cũng thế, lúc đầu lấy nhau tìm hiểu thì chả có tìm hiểu bao nhiêu, hoặc là có tìm hiểu chăng nữa thì chúng ta chưa hiểu nhau hết, thì có thể chưa hiểu tính nhau. Chưa hiểu tính nhau thì chúng ta sẽ gọi là hay bất bình, hay cãi vã nhau, đúng không ạ? Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, hay trong gia đình thế, bố mẹ con cái cũng thế. Nếu chúng ta không có sự hiểu nhau, đúng không ạ? Chúng ta không có sự hiểu nhau và mỗi người một ý thì chắc chắn trong gia đình sẽ gì ạ? Sẽ không hạnh phúc, sẽ có chuyện nọ chuyện kia xảy ra, đúng không ạ? Bố mẹ con cái cũng thế. Ở đây là gì? Bất cứ trong mọi mối quan hệ chúng ta phải gì ạ? Hiểu nhau, lựa nhau mà sống. Còn nếu không ạ, tất cả gia đình nào cũng có xáo trộn hết các anh chị ạ. Không có gia đình nào không đâu ạ. Đó, thế nên là tất cả là gì ạ? Phải cả hai bên, đúng không ạ? Hai bên. Như hai cánh tay chúng ta vỗ vào nhau mới thành tiếng kêu, đúng không ạ? Nhưng chúng ta một cánh tay không thể làm nên được tiếng kêu được. Bất cứ mọi mối quan hệ nào cũng thế, đúng không ạ? Và ở đây là gì ạ? Các anh chị, hôm nay các anh chị đã là cổ đông của tập đoàn Olicai, đúng không ạ? Các anh chị đã vượt qua rất rất nhiều những khó khăn, những rào cản. Thậm chí chồng, thậm chí vợ, thậm chí bố mẹ ruột, anh chị em. Là gì ạ? Là tất cả mọi người là gì ạ? Đều có sự cản trở hết. Nếu như mà luật ấy thì hiếm lắm các anh chị ạ. Em thấy chưa thấy có gia đình nào mà bắt đầu biết đến Olicai và người ta đã đồng ý ngay. Bởi vì là một lĩnh vực mới, một lĩnh vực mới vô cùng mới. Người ta lại thấy lớn như vậy, người ta còn không tin, người ta lại bảo là gì ạ? Sao lại lớn như vậy? Đúng không ạ? Sao lại lớn như vậy? Người ta không tin. Người ta không tin là ngày hôm nay người ta góp 1.000 đô, trong tương lai người ta có mấy trăm triệu, mấy tỷ đâu ạ. Người ta không tin đâu. Nếu như người ta chưa có cái tư duy, đúng không ạ? Người ta chưa đọc sách, người ta chưa có tư duy, người ta vẫn đang đi làm công nhân, người ta vẫn đang làm ruộng, cấy lúa, trồng khoai, người ta không bao giờ nghĩ đến đâu ạ. Hiếm lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi. Thì chúng ta là những người đi trước, chúng ta giúp họ, đúng không ạ? Chúng ta là người đi trước giúp họ mở cái tư duy mới ra, đúng không ạ? Đang tư duy cũng phải mở, giúp họ mở cái tư duy mới. Thì mỗi ngày em Thu hoặc là bạn Lai hoặc một số các bạn khác làm video, bạn Huyền này hay làm video này, thỉnh thoảng cũng lên live stream, đúng không ạ? Em Nhung Nguyễn cũng thỉnh thoảng cũng lên live stream. Thế nếu như những người như chúng ta bỏ thời gian công sức ra học kiến thức để mở tư duy cho cộng đồng, mà vẫn còn có người ở ngoài kia đánh giá chúng ta là đang đi lừa đảo, đang làm đa cấp, mà chúng ta coi những cái lời đó là bài hát karaoke, đúng không ạ? Bài hát karaoke yêu thích của chúng ta đi, chúng ta không nghĩ là đó là tiêu cực nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta đó là một cái sự vượt lên chính mình, vượt qua cái rào cản, đúng không ạ? Để chúng ta bước lên một cái lĩnh vực, một tầng cao hơn, một tầng mới hơn, nâng cấp bản thân của mình lên, level của mình lên, đúng không ạ? Chúng ta hãy nâng cấp bản thân mình từ những cái rào cản đó để vượt qua được là chúng ta đã một sự thành công, đúng không ạ? Một sự thành công. Đó, thì ở đây là gì ạ? Ở đây là hôm nay live stream của em Thu là em Thu hướng đến với tất cả các anh chị rằng là chúng ta thực sự là xứng đáng trở lên giàu có. Bởi vì chúng ta là gì? Đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu rào cản, đúng không ạ? Cộng công sức, cộng tiền bạc vào đó, khi chúng ta trở thành những triệu phú, những đa triệu phú, những tỷ phú, chúng ta thực sự là vô cùng xứng đáng, đúng không ạ? Và những người mà chúng ta đã giúp họ có cái sự giàu có trong tương lai rất là gần thôi, là gì ạ? Cho họ cái tư duy, cho họ cái thông tin, và ở đây là gì ạ? Giúp họ nắm được cái tài sản và sau này họ giàu có, con cái họ cũng giàu có, thì lúc đó họ sẽ biết ơn đến chúng ta, đúng không ạ? Họ biết ơn đến chúng ta. Còn ngày hôm nay có thể là người ta chưa nhìn thấy đâu ạ, người ta chưa nhìn thấy, người ta chưa nắm chắc trong tay những tỷ, đúng không ạ? Những tỷ, những triệu, đúng không ạ? Thì lúc đó người ta hôm nay người ta chưa nắm được trong tay chính xác, nhưng những cái người đã có tư duy rồi thì người ta
chắc chắn là người ta đã biết ơn mình từ bây giờ. Còn những một số anh chị có thể là khi cầm tiền trong tay rồi, họ lúc đó họ mới nghĩ rằng là nếu như ngày ấy anh Huy Thiệp hoặc là bạn Ngô Huyền hay là bạn Trung Lai hoặc là em Nhung hay là em Thu chẳng hạn, là nếu như ngày ấy mà không tin tưởng họ thì ngày hôm nay mình có cái số tiền này trong tay hay không, đúng không ạ? Có đúng thế không anh chị, các anh chị? Anh Thiệp có comment rằng chúng ta xác định là muốn đứng sang nhóm 5% dân số thì đừng xá gì lời dèm pha xỉa sói của nhóm 95% dân số anh chị em nhé. Đúng rồi anh ạ, cảm ơn comment của anh Thiệp, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta phải gì ạ? Gạt ra một bên để chúng ta hướng đến một cái sứ mệnh, một cái gọi là mục tiêu của chúng ta lớn hơn. Khi chúng ta đã vượt qua rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết bay thì họ mới bỏ. Đó là những cái điều mà khi mà chúng ta đã gì ý thức được, tư duy được là chúng ta đang làm gì, trong tay chúng ta đang có cơ hội vô cùng tuyệt vời, vô cùng giá trị như thế nào, đúng không ạ? Đúng rồi, thành công chẳng bao giờ dành cho số đông. Đó, người ta gọi là số đông luôn đúng, đúng không anh? Nhưng mà gì ạ? Số giàu thì nằm vào rất ít, đúng không ạ? Rất ít. Đó, cho nên chúng ta may mắn có cái tư duy ý thức được, chúng ta trở thành những con người đấy, những con người ở cái gì ạ? Chúng ta tư duy, chúng ta ý thức được chúng ta là ở cái 5%, 10% thế giới, đúng không ạ? Bạn Ngô Hiền nói chuẩn quá bạn, ok, cảm ơn bạn nhé. Chị chào Đinh Áo, chào em. Đấy, khi chúng ta ý thức, chúng ta ý thức được, chúng ta tư duy được là chúng ta đang làm gì, chúng ta đang là ai, chúng ta đang đi trao giá trị giàu có cho cộng đồng. Khi chúng ta biết định vị bản thân chúng ta đang làm những việc vô cùng lớn lao và vô cùng giá trị, thì lúc đó chúng ta không bao giờ chấp những cái lời ở ngoài kia, người ta đang vẫn gì ạ? Người ta đang vẫn xỉa sói như anh Thiệp nói, xỉa sói xì xèo đấy ạ. Đúng không ạ? Đối với em Thu lúc đầu thì cảm thấy cũng rất là bực mình. Mình chẳng làm gì ai cả, mình đang trao cái sự giàu có đến cộng đồng, giúp các mối quan hệ, các bạn bè, người thân. Nhưng đâu đó người ta vẫn bảo mình là đang làm thế nọ thế trai, đúng không ạ? Lúc đó rất là bực mình chứ, đúng không ạ? Nhưng em Thu đã ý thức được rằng mình đang có, mình đang làm một công việc rất là tốt cho họ, đúng không ạ? Và khi ngày hôm nay mình đã vượt qua được rồi thì trong tương lai mình là một người giá trị. Bước đến thành công thì không khó, nhưng bước đến một con người giá trị thì không đơn giản chút nào đâu các anh chị ạ, không đơn giản chút nào. Và ở đây là gì, em rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã lên livestream chia sẻ lan tỏa cơ hội, và chúng ta đã vượt qua rất nhiều rào cản để chúng ta lên livestream để lan tỏa cơ hội trong tay chúng ta có đến với cộng đồng. Và chúc mừng tất cả các anh chị em đang nắm cái cơ hội vàng trong tay, cơ hội kim cương trong tay với Ulit Kai. Không thể có cái gì là không làm được các anh chị ạ. Phải có tiền, nhiều tiền, giàu có thì chúng ta thực sự khi tự do tài chính chúng ta mới tự do được mọi thứ. Còn nếu như chúng ta tự do thời gian nhưng chúng ta lại không tự do được tài chính thì một ngày gần nhất các anh chị cũng lại phải gì ạ? Lao động, bỏ thời gian ra lao động, đúng không ạ? Đúng rồi, bạn Ngô Hiền có nói là sợ hãi giết chết trí khôn, trích lời của chủ tịch Anatoly Ulitsky, đúng không ạ? Chúng ta không có cái gì mà sợ hãi cả. Chúng ta không làm sai, và ngoài chúng ta không làm sai mà chúng ta đang làm điều vô cùng giá trị, vô cùng lớn lao, đúng không ạ? Chúng ta không có cái gì mà sợ cả. Đó, chúng ta hãy định vị bản thân chúng ta đang làm gì. Đó, mai em lại làm phiền chị chia sẻ cho em gái và em dâu của em chị nhé. Ok, có gì là nhắn tin để chị xem mấy giờ để chị hẹn nhé. Bởi vì xem là mai nếu có gì là chị cũng phải hẹn của cái chị mà ở bên Zalo cơ. Hôm qua nhỡ hẹn với chị ý thì lại hẹn chủ nhật mà, nhưng mà chị chưa hẹn giờ. Đó, để chị xem là chị mấy giờ thì là chị sẽ hẹn em nhé. Ok, không ngại đâu, giúp các em giàu có không ngại gì cả.
Anh Thiệp comment rằng số đông cho chúng ta những lời khuyên miễn phí và họ không chịu trách nhiệm vì những lời khuyên đó. Chính xác, đúng không ạ? Khi chúng ta gặp khó khăn, thử hỏi xem số đông mấy người sẽ đưa tay giúp đỡ chúng ta. Cái câu thứ hai của anh Thiệp càng đúng, bởi vì em đã từng trải qua cái câu thứ hai của anh đôi lần rồi. Khi mình có cái sự cố, đúng không ạ? Ai là người dắt tay mình đứng dậy? Khi mình xảy ra những cái trong cuộc sống khó khăn, ai là người giúp đỡ mình? Lúc đó mới là người thân, lúc đó mới là người bạn, đúng không anh? Đó, em cảm ơn cái câu này của anh mà nhắc lại em để những cái mà đã qua rồi, những cái mà đã qua rồi, nhưng mà gì ạ, em cũng muốn quên nó đi, bởi vì bây giờ em là một con người khác rồi, em ý thức được em đang làm gì và em bây giờ em đang là ai, đúng không ạ? Xin chào ông em Thường Dương nhé. À, ở trong đây có em Thường Dương, ok. Hello anh Kiên nhé. Đấy, anh em lại nhận nhau trên livestream của em Thu. Chị chào Đinh Hằng nhé, chào tình yêu. Đó là anh chị hãy gì ạ? Hãy định vị bản thân mình đang có cái trong tay của chúng ta, đang có một cái cơ hội vô cùng giá trị và nhiều người ở ngoài kia đang cần. Một cơ hội kim cương mà nhiều người ngoài kia đang muốn chúng ta giúp đỡ họ. Và những cái buổi live stream của em Thu, những cái buổi live stream của bạn Trung Lai, những cái buổi live stream của các anh chị em, của anh Thiệp, của em Nhung, của tất cả các anh chị em đã lên live stream là một gì ạ? Là một thông điệp để trao cho giá trị cái cộng đồng, trao giá trị đến với cộng đồng, đúng không ạ? Giúp họ trong tương lai gần thôi, họ sẽ có cuộc sống, đúng không ạ? Họ sẽ có một cuộc sống thay đổi, không phải đời của họ mà tương lai con cái họ, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta là gì ạ? Giúp được 10 người, 100 người, 1.000 người, đúng không ạ? Thì trong tương lai 1.000 gia đình đó, 100 gia đình, 1.000 gia đình đó, họ mỗi người chỉ cần cảm ơn chúng ta một câu thôi, thì chúng ta đúng là phúc lớn, đúng không ạ? Ở Ulit Guide các anh chị ạ, yêu vô cùng. Yêu ở cái chỗ là gì ạ? Sống là phải có tình người. Ở Ulit Guide học được ở Ngài Chủ tịch một cái rằng ạ, chúng ta cho nhau tiền bạc nó chỉ được một đoạn, nhưng khi chúng ta trao cho nhau những cái tình yêu thương nhân ái của một loài người, nó lại hoàn toàn khác, nó không phải một đoạn nữa các anh chị ạ. Nó là vào một cái giá trị theo thời gian, đúng không ạ? Mà thời gian ở đây là gì ạ? Thời gian ở đây là vô cùng quý giá các anh chị ạ. Người ta sống hàng ngày nghèo khó, và bây giờ có người giúp họ có cái sự giàu có cái cơ hội để mang đến sự giàu có của họ, thì muôn đời sau tương lai con cái họ đều nhớ đến công ơn của chúng ta, đúng không ạ? Họ sẽ không quên đâu ạ. Đúng rồi, anh Thiệp giọng nói đầm ấm, chị Thu nhỉ, đúng chính xác. Ở đây là gì ạ? Bạn Trung Lai có nói rằng chia sẻ mạnh tay lên cả nhà mình ơi. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, Thu lên live stream cũng là 46, 47 phút rồi. Thu lên live stream cũng tầm 46, 47 phút rồi. Và cái tiêu đề ngày hôm nay em Thu muốn nhấn mạnh với tất cả quý cô chú anh chị rằng chúng ta là cổ đông của tập đoàn Ulit Guide. Chúng ta thực sự là xứng đáng, vô cùng xứng đáng. Xứng đáng trở lên giàu có ở Ulit Guide. Chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều cái rào cản. Và chúng ta sẽ có cái ngày hôm nay và trong tương lai. Chúng ta xứng đáng được nhận điều đó, chúng ta xứng đáng được hưởng điều đó, đúng không ạ? Chị chào Đại Tâm nhé. Lai Lào cũng có anh chồng vào ủng hộ nhiệt tình. Đúng rồi, chị cảm ơn Đinh Hằng. Bây giờ anh Kiên anh đã hiểu ra từ lâu lắm rồi, anh hiểu ra. Bây giờ anh Kiên cũng đang học
những cái kiến thức cơ bản để anh Kiên đi trao giá trị cho cộng đồng, đồng hành cùng với vợ. Đó là cái thành công lớn của chị. Buổi live stream nào chị cũng muốn nhắc, không phải để khen, để phỉnh lịnh gì anh Kiên đâu ạ, mà thực tế nó là như vậy. Thực tế nó là như vậy. Và nếu như có một lời khen có cánh thì anh Kiên cũng phải vui, đúng không ạ? Phải làm cái đó là thành một cái năng lượng để tiếp sức, để anh học cái kiến thức tốt hơn, để nhanh trao giá trị cho cộng đồng. Cùng hai vợ một mình Thu làm lên sẽ lâu hơn, nhưng có anh đồng hành sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Mục tiêu sẽ có nhanh hơn, thành công, mục tiêu và thành công sẽ đến gần hơn, đúng không ạ? À, em Tâm, em Trịnh Bá, Trịnh Bá Đại Tâm, trời ơi, em trai có cái tên Facebook hơi dài. Hello chị Thu và các anh chị em xem live stream, hello em nhé. À, chồng em Thu bảo anh Thiệp là ngày trước anh ấy là phát thanh viên đài VTV ấy. Anh Thiệp hôm nay nhá, ngủ ngon nhá. Và bây giờ cũng sắp được một tiếng, em Thu lên live stream sắp được một tiếng rồi, một giờ rồi. Và đây là gì ạ? Em Thu muốn chúc tất cả các anh chị em hãy gia tăng thêm tài sản. Người ta gọi là thành công và chiến thắng hay không là bắt đầu chúng ta ra quyết định. Và bây giờ là giai đoạn gấp rút để chúng ta ra quyết định rồi. Chúng ta nếu như chần chừ là chúng ta có thể mất cơ hội của Ulysky, đúng không ạ? Giai đoạn 15 chuẩn bị rồi. Và có thể là gì ạ? Tập đoàn sẽ tự cấp vốn, không phát hành cổ phần gốc nữa. Lúc đó chúng ta muốn, đúng không ạ? Chúng ta muốn kéo lại còn khó hơn là chúng ta kéo lại cái thời gian, các anh chị ạ. Cho nên là chúng ta hãy cho mình cái sự quyết định nhanh chóng để có sự giàu có nhanh chóng từ tập đoàn Ulysky. Và khi các anh chị ra quyết định ở tập đoàn Ulysky thì em Thu dám chắc một điều rằng là các anh chị, sự lựa chọn của anh chị là vô cùng tuyệt vời và vô cùng đúng đắn. Bởi vì hàng hơn 200.000 nhà đầu tư đã ra quyết định trước các anh chị rồi, các anh chị chỉ là người đi sau thôi. Và bây giờ thời điểm bây giờ các anh chị vừa gần đến ngày hái trái rồi mà mức chiết khấu vẫn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Có những anh chị em đầu tư góp vốn với tập đoàn từ năm 2017, đúng không ạ? Năm 2017, năm 2018 mức chiết khấu còn không bằng bây giờ. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì lúc đó là cái giai đoạn đó, tức là nó chia 15 giai đoạn, đúng không ạ? 15 giai đoạn. Và cái giai đoạn đó cái mức cổ phần nó chỉ được thế thôi. Và em đã biết được rằng ạ, cái giai đoạn 11 đã được một tỷ phú ở bên UAE, họ đã nắm giữ hết một cái giai đoạn 11. Và cả thế giới không có ai nắm giữ được một cổ phần nào trong cái giai đoạn đó. 25 triệu đô các anh chị ạ. Giai đoạn đó là người ta cần 25 triệu đô và ông ấy đã nắm tất cả một giai đoạn 11 đó. Các anh chị thấy có khủng khiếp không ạ? Khi người giàu mà người ta hiểu ra giá trị, người ta ra quyết định giá trị thế cơ mà, đúng không ạ? Mai anh sẽ live stream thanh toán gói gia tăng tài sản cho nhà đầu tư tranh thủ ưu đãi nhé anh chị em. Ok, chúc mừng anh Thiệp. Đấy, liên tục đúng không ạ? Liên tục các nhà đầu tư gia tăng thêm tài sản. Bởi vì cơ hội mấy ngày hôm nay là có cái gì ạ? Những người thanh toán gói trả góp là sẽ được là gì? Những cái gói mà từ 500 đô trở lên góp mỗi tháng sẽ được cộng thêm 50%. Anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Giai đoạn gấp rút. Các anh chị vào tầm này là vô cùng giá trị và tuyệt vời. Vừa sắp đến ngày hái trái mà lại gì ạ? Mức cổ phần nó cao như vậy, đúng không ạ? Và gì ạ? Nếu như các anh chị bỏ qua cái đợt này, các anh chị có thể là chuyển sang giai đoạn 15, nếu như vẫn còn cơ hội các anh chị góp vốn, thì lúc đó có thể là gì ạ? Cái mức chiết khấu nó không còn như bây giờ nữa, đúng không ạ?
cái mà gói bình thường ấy và mốc chiết khấu bình thường ấy chuyển giai đoạn bao giờ nó cũng gì ạ, nó sẽ khan hiếm hơn đúng không ạ, và chuyển giai đoạn nó sẽ ít hơn là chuyện bình thường mà. Tại vì em thấy là từ lúc em vào là chuyển ra mấy cái giai đoạn thế thì cái giai đoạn nào là người ta cũng khi chuyển từ giai đoạn ví dụ từ 14 sang 14.1 hoặc là từ 14.1 sang 14.2 hoặc là từ 14.2 sang 14.3 bao giờ cái mức chiết khấu cũng phải gì ạ, rút đi các anh chị ạ, không còn được như cũ nữa đâu ạ. Bởi vậy là gì, các anh chị hãy gì ạ, cho mình cái sự quyết định nhanh chóng, không chần chừ được như trước nữa đâu ạ, không chần chừ được như trước đâu. Tuyệt vời quá anh Thiệp ơi. Đấy, chúc mừng cả nhà mình, chúc mừng anh Thiệp đi. Cả nhà chúc mừng anh Thiệp bằng con số 68 để lộc phát đi. Cả nhà mình chúc mừng anh Thiệp. Ở bên đây 16 quý cô chú anh chị em, hãy chúc mừng anh Thiệp ngày mai kích gói giúp nhà đầu tư. Và chúng ta hãy vào livestream của anh Thiệp để chúng ta theo dõi là kích gói như thế nào nhé. Em Thu không biết sử dụng máy tính mấy đâu. Biết nhưng mà vọc vạch thôi. Nên là mai các anh chị hãy vào livestream của anh Thiệp, Huy Thiệp nhé, anh Huy Thiệp. Vào để gì ạ? Để xem anh kích gói. Nó đơn giản lắm các anh chị ạ, không phức tạp như nhiều các anh chị nghĩ đâu ạ. Nó vô cùng đơn giản, nó không phức tạp đâu ạ. Có mấy bước thôi là chúng ta đã thành công nắm giữ tài sản rồi. Em Tâm chào anh Kiên kìa. Em chào chị Thanh Tâm Nguyễn nhé. Đó. Đấy, chúc mừng anh Thiệp bằng con 68. Anh Thiệp nhận nhá, anh Thiệp nhận con 68 nhá. Con số lộc phát ấy vô cùng tuyệt vời đấy, đẹp đấy, lộc phát, mãi mãi lộc phát. Và với Ulitkai chúng ta đã nắm giữ cổ phần của tập đoàn Ulitkai, lúc nào chúng ta cũng là ngày đẹp, lúc nào chúng ta số nào cũng là số đẹp đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta chọn được số nữa lại còn đẹp hơn. Đó, chúc mừng anh Thiệp nhá, ngày mai. Mai anh mời Thu lên cùng nhá, ok anh. Em nhất trí. Anh sẽ báo em mấy giờ là em lên cùng nhá. Đó, mai em sẽ hưởng sái là gì ạ? Là sẽ cùng anh Thiệp trên livestream để kích gói. Các anh chị nhớ vào theo dõi livestream của hai anh em nhà em nhá. Chị Thu không biết dùng máy tính mà giúp được hàng trăm người có cổ phần của tập đoàn Ulitkai rồi, UST rồi. Cái này thực sự ra mình nếu như mà mình chỉ check pháp lý ấy, thì là mình dùng máy tính. Còn không ấy thì tất cả trên cái điện thoại thông minh của mình cũng có hết. Nên chị chỉ dùng điện thoại thôi. Đó, chị dùng chủ yếu là điện thoại thôi. Máy tính dùng nhưng mà nó không quen mấy. Mình dùng ít cho nên nó không quen mấy. Đó, thế nên là các anh chị hãy chúc mừng cho chính bản thân mình. Là gì ạ? Chúng ta là những người chiến thắng. Một thời gian gần nữa thôi chúng ta là gì ạ? Hãy cùng nhau đón những cái giây phút thăng quang, tức là một cái giây phút là rung chuông vàng khi IPO chúng ta thì cùng nhau. Chúng ta không sinh vào một giờ nhưng chúng ta sẽ đón cái sự giàu có cùng một giờ, một giây, một phút, đúng không ạ? Đó là cái điều mà vô cùng tuyệt vời ở Ulitkai. Và em Thu xin chúc mừng tất cả quý cô chú anh chị đã trở thành cổ đông của tập đoàn Ulitkai. Và chúc mừng những anh chị chuẩn bị là cổ đông của tập đoàn Ulitkai. Và chúng ta sẽ được hưởng những cái quyền lợi của chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa em Thu xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi livestream của em Thu và tag tên những người bạn thân yêu và gì ạ? Và chia sẻ livestream giúp em Thu và đồng hành cùng em Thu suốt buổi livestream. Và bây giờ em xin phép và xin chào tất cả quý cô chú anh chị có một giấc ngủ ngon để ngày mai chúng ta là gì ạ? Đi làm việc hay bất cứ làm một công việc gì trao giá trị cho cộng đồng đều năng lượng. Và khi chúng ta có năng lượng rồi thì ngân lượng sẽ đến với chúng ta rất là nhiều, rất là lớn, đúng không ạ? Và khung giờ của em Thu vẫn là 21 giờ. Có hôm nay là gì ạ? Trời mưa to lớn quá, em phải chờ bớt một chút em mới vào livestream thì lúc đó đã là gì ạ? Lúc đó đã là 21 giờ 17 phút, 16 17 phút gì đó, đúng không ạ? Và bây giờ em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và cảm ơn và hẹn các quý cô chú anh chị em trong buổi livestream 21 giờ tối ngày mai. Và bây giờ em xin chào và tạm biệt nhé. Chúc các anh chị ngủ ngon.